vốn là thiên kim quý nữ, ai ngờ một triều thái phó phụ bị giáng chức xử lạc lĩnh nam. Bắt đầu một gian nhà trách nát, muốn cái gì không có gì. Nhà trách thì nhà trách đi, người một nhà đồng tâm hiệp lực so với cái gì cũng mạnh hơn. Triệu Lê Nhã dẫn theo cha mẹ, em dâu, nghĩa huynh khai hoang làm ruộng, làm giàu. Lĩnh Nam khắp nơi đều là bảo bối, cố gắng làm sự nghiệp, cuộc sống càng ngày càng náo nhiệt. Trong quá trình cô cố gắng làm ruộng, buồn bực kiếm tiền, kết bạn với một người hợp tác rất hợp nhau cô chỉ đông hợp tác tuyệt đối không đi tây cô nói xuống biển hợp tác tuyệt đối không lên núi cô nói làm đường làm giấy làm đồ dùng trong nhà làm hương liệu mở quán rượu cộng sự nói được triệu lê nhã cực kỳ thỏa mãn hợp tác như vậy cho nàng thêm một tá cộng sự không tốt có một mình tôi là đủ rồi sau đó thân phận hợp tác bị bại lộ Triệu Lê Nhã nhéo nhéo nắm đấm, có một mình anh là đủ rồi. Nhóm Thư Hữu 169598252 từ then chốt của tiểu thuyết Cả nhà lưu đầy Cá chép gấm kiều nương làm ruộng mang bay cả nhà không cửa sổ đạn, cả nhà lưu đầy Cá chép gấm kiều nương làm ruộng mang bay cả nhà TXT toàn tập đao loạt, cả nhà lưu đầy Chương mới nhất cẩm lý kiều nương làm ruộng mang bay cả nhà Chương 1 xét nhà lưu vong. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Đến lĩnh Nam Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Cuồng cuộn nháo sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Uy hiếp giáo huấn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Hữu hảo hàng xóm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Trước muốn đặt chân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Chuẩn bị lập nhà bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Chính mình tìm người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Cố gia thông bá Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Nhìn không ra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc.